Xin chào anh chị, hôm nay cân điện tử Thái Bình Dương xin đến với anh chị một cân nông sản bằng inox đầu trong nước. Cân có tổ hợp phím là phím mở nguồn, phím xác nhận enter và zero, MZ trừ VMR M cộng, đây hai phím để cài đặt. Phím T là phím trừ bì. Chúng ta mở cân lên. Cân sử dụng bình ắc quy và cái dây nguồn 220. Mai này cắm trực tiếp gắn vào con rồi. Chẳng hạn như là phím T này và phím trừ bì, thì khi mà chúng ta muốn trừ bì cái bì chúng ta, thì chúng ta đặt cái bì lên. Đấy, sau chúng ta nhấn phím T thì cân đã trừ bì. Sau khi chúng ta cân xong, chúng ta muốn bỏ cái bì đi, thì khi nhấc bì xuống thì cân nó sẽ hiện âm. Chúng ta nhấn lại T thì bỏ trừ bì đi. Phím zero là phím mà khi mà cân nó lâu về zero thì chúng ta sẽ bấm về zero, nên là sẽ về zero. Và sau đây là quá trình hiệu chuẩn của cân. Để hiệu chuẩn cân thì cài đặt mắc tải và bước nhảy, thì chúng ta nhấn giữ phím T và phím MR, sau đó mở nguồn. Cân sẽ hiện lên một dãy mật khẩu, cái mật khẩu là 8529. Thì dùng phím T để di chuyển qua cho các số, MR sẽ chọn đến cái số mình cần. Chuyển qua số này T 5 2 9, sau đó nhấn enter. Đây là hiện mức tải của cân này ha. Thì cái tải này mình có thể thay đổi được nhấn giữ phím set nè. Đấy, sau đó hiện một dãy số. Chúng ta dùng phím T nè để di chuyển. Muốn thay đổi số nào thì khi mà chúng bấm tay ra thì cái số đó sẽ nhấp nháy. Chẳng hạn là giờ ta cần 100 kg hàng, mất tải 100 kg hàng. Đây, 100 kg. Trong trường hợp này ta sẽ dùng 150. 150. Bấm enter. Cứ đây bước nhảy. Bước nhảy thì mình có thể thay đổi được, bấm MR thay đổi. Trong trường hợp này chúng ta dùng 50g. Enter vào can. Can thì ta bấm T. Cân sẽ hiện lên cái giá trị cái tải mà chúng ta cần phải can. Muốn thay đổi cái số này thì ta vẫn bấm set. Và duy trì dùng T và MR để thay đổi con số. Trong trường hợp này chúng ta dùng 10kg ha. OK, một, chúng ta sẽ nhận và đặt tải lên. Chạy cho cân ổn định, cân ổn định thể hiện cái đèn ở cái phím này. Và chúng ta bấm T. Và enter. Bát là hoàn thiện cái bước cài đặt và canh chỉnh của cân. Xin cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe.